Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 3541, Siêu Viêu Trùng Sinh, phần 14. Sau khi thích ứng cục diện trước mắt, một bộ phận tà vật lưu lại bên trong khí âm hàn, ẩn núp di động, tùy thời đánh lén, chấn nhiếp những pháp sư nhân gian, còn lại đều lui trở về trong nước, bắt đầu gây sóng gió, không ngừng phóng thích ra khí âm hàn tụ lại bên người những pháp sư này. Tiếp tục như vậy không được, vòng vây càng ngày càng dày, về sau nếu muốn đào tẩu sẽ càng khó khăn. Vương Tiểu Bảo đi đến bên người của Diệp Tiểu Mộc, có chút lo âu nói ra. Lấy thực lực của bọn hắn, muốn một mình chạy khỏi vòng vây là không khó, nhưng bọn hắn không có khả năng bỏ lại đoàn người mà đào tẩu. Trong số bọn họ cũng có rất nhiều người đều là dạng này, có thể kiên trì đến bây giờ, ai cũng đều sẽ không đào tẩu. Diệp Tiểu Mộc tỉnh táo quan sát cục diện, nửa ngày thì thào nói ra. Hiện tại có hai biện pháp. Thứ nhất, mọi người cùng nhau phá vây, dạng này có thể hy sinh một số người, nhưng đại đa số người có thể ra ngoài. Vương Tiểu Bảo cau mày nói. Không đến một bước cuối cùng, vẫn là không nên làm như vậy. Không phải vậy, chúng ta kiên trì đến bây giờ sẽ là vô nghĩa. Không bằng từ sáng sớm liền đi ra rồi, sẽ không chờ đến những tổn thất này. Hắn hướng phía trước chỉ. Tại trên bờ rất nhiều người, thi thể ngổn ngang lộn xộn. Trên mặt nước một người cũng không có. Không phải không có người chết, mà là đều bị những tà vật kia xé nát rồi. Biện pháp thứ hai chính là tử thủ, chờ cha của ta cùng với dì Tuyết Kỳ đi lên. Hắn bổ sung nói một câu. Chỉ cần bọn họ đi lên, hết thầy liền sẽ dễ làm rồi. Đúng rồi, lẽ ra phong ấn đã sớm tạo thành, bình thường bọn họ đã sớm phải lên rồi, vì sao đến bây giờ còn không có động tĩnh gì? Diệp Tiểu Mộc lẩm bẩm một mình, sau đó liếc mắt nhìn Vương Tiểu Bảo nói ra. Vậy chỉ có một loại khả năng, bọn họ bị đối thủ nào đó giữ chân ở đó. Không được, nơi này giao cho ngươi bảo bọc rồi. Vương Tiểu Bảo sửng sốt một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Mẹ, cho con mình giữ khí đi. Vương Tiểu Mộc. Mẹ, cho con một bình dưỡng khí. Diệp Tiểu Mộc dùng loa nói với Tạ Vũ Tình. Ngươi không thể xuống dưới. Tạ Vũ Tình cũng sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, vội vàng cự tuyệt. Con sẽ không sao đâu, cha còn đang ở phía dưới, nhanh lên ném qua cho con. Hai mẹ con nhìn nhau. Từ trong ánh mắt của hắn, Tạ Vũ Tình thấy được ánh mắt tự tin mà quả quyết của Diệp Thiếu Dương trước mỗi lần đứng trước nguy nan. Tạ Vũ Tình thở dài, tự mình chạy nhanh đến lều vải, cầm một bộ dụng cụ lặn, leo lên chỗ cao, dùng sức ném cho Diệp Tiểu Mộc. Vì không muốn để cho bọn hắn thêm gánh nặng, trước đó Tạ Vũ Tình đã tận lực đứng cách xa đập chứa nước, cũng không có bị khí âm hàn vây lại. Mặc dù không có chuyên môn lặn dưới nước, nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ngày hôm qua hắn đã cùng với Tạ Vũ Tình học qua cách sử dụng dụng cụ lặn như thế nào. Lập tức để cho Vương Tiểu Bảo hỗ trợ đem kính bơi cùng với bình dưỡng khí mang lên. Đồ lặn cũng không kịp thay, hắn cởi ra áo ngoài, chỉ mang một chiếc quần cộc, học dáng vẻ của Diệp Thiếu Dương trước đó, chỉ cầm theo hiên viên kiếm lên nhảy xuống bên trong nước. Mặc dù đã sớm là mùa xuân rồi, nhưng bên trong đập chứa nước, nước vẫn lạnh buốt thấu xương. Diệp Tiểu Mộc run sợ cả người, minh bạch đây không phải là lạnh như bình thường, mà là do khí âm hàn quấy phá. Thế là đem pháp lực vận chuyển tới toàn thân, từ bên trong thân thả ra ngoài, quả nhiên ấm áp hơn rất nhiều. Bên trong thủy vực vẫn không ngừng có tà vật hướng mặt nước di động, có một số phát hiện có người xuống, lập tức đi tới công kích. Diệp Tiểu Mộc nhờ vào hiên viên kiếm một bên đánh một bên lặn xuống. Về sau gặp phải tà vật càng ngày càng ít, nước càng ngày càng lạnh,
hắn chỉ có thể phóng thích thêm nhiều tu vi để chống cự. Dần dần có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Hắn xem chừng lấy thực lực của mình, coi như không gặp được tình huống công kích, chỉ cần ở dưới nước 20 phút cũng là quá sức. Di Tuyết Kỳ còn tốt, nàng là thiên la dạ xoa, đối với hoàn cảnh của ấm thủy hà tương đối thích ứng. Cha của mình chỉ là một nhân loại bình thường, thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn thực sự không có việc gì sao? Tiếp tục lặn xuống, cho dù có kính bơi hỗ trợ, Diệp Tiểu Mộc cũng đều không nhìn thấy gì rồi, liền đến phương hướng đều không cách nào phân biệt. Cũng may càng hướng xuống dưới nước càng lạnh hơn, Diệp Tiểu Mộc liền dựa vào cái này phân biệt phương hướng, chống lại cảm giác không khỏe, tiếp tục lặn xuống. Tiếp tục trải qua như vậy cũng không biết bao lâu, đột nhiên hắn cảm giác được khu vực nước gần đó có quy luật chấn động, nghĩ thầm hẳn là bên cạnh có người đánh nhau, thế là tăng tốc hướng bên cạnh bơi tới. Cảm giác tiết tấu chấn động cùng với lưu động trong nước càng ngày càng nhanh, Diệp Tiểu Mộc cảm giác không sai biệt lắm, thế là mở ra thiên nhãn bắt đầu tuần sát bốn phía. Thiên nhãn có thể xuyên thấu hết thảy linh cảm khí tức, trông thấy chỗ tồn tại của ta vật. Trước đó không làm là vì cái này quá lãng phí chân khí, chỉ ở thời khắc mấu chốt mới dùng một lần. Hắn thấy được một người, tại phía trước không xa có một con nhện to lớn chiến đấu. Phương thức đánh nhau của song phương khó mà hình dung nổi, một chiều một thức đối kháng đều không phải bình thường. Cảnh giới của Diệp Tiểu Mộc còn nhìn không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn nhận ra người kia chính là cha của hắn, Diệp Tiêu Dương. Hắn không có việc gì, việc này thật tốt. Diệp Tiểu Mộc cũng giảm bớt một phần lo lắng, nhanh chóng muốn đi qua trợ giúp. Kết quả vừa lao tới phía trước, tựa hồ đâm vào bên trên một đồ vật mềm nhũn, thứ này tại ngay trước mặt nhưng không nhìn thấy. Lấy tay sờ lên, nhưng thật giống như là một tầng lưới bền. Không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, Diệp Tiểu Mộc dùng Hiên Viên Kiếm bắt đầu dùng sức cắt chém vào trên đồ vật này. Cái lưới kia không hư hao chút nào. Ngay tại thời điểm hắn buồn rầu suy nghĩ xem phải làm như thế nào, tấm lưới trước mặt kia đột nhiên mở ra, một cỗ lực lượng cường đại đem hắn hút vào. Diệp Tiểu Mộc hai tay du động, vốn định nhanh chóng du tẩu rời khỏi lực hút này, kết quả cả người bị kéo xuống, rơi vào bên trên một vật thể mềm nhũn. Chuyện gì xảy ra? Nơi này lại không có nước. Diệp Tiểu Mộc có chút mờ mịt đứng lên, tháo xuống mặt nạ dưỡng khí, hít vào một hơi, phát hiện nơi này lại có không khí. Có thể thấy được bên trên bốn phía vách tường kia lộ ra một luồng ánh sáng màu lam nhàn nhạt, chính là tầng lưới vô hình kia. Ở bên ngoài nhìn là trong suốt, đến bên trong mặc dù lưới vẫn là trong suốt nhưng lại là có một tầng lam quang, có thể miễn cưỡng trông thấy đồ vật. Cha! Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy Diệp Tiểu Dương hô lên một tiếng. Diệp Tiểu Dương rõ ràng khẽ giật mình, quay đầu nhìn hắn. Diệp Tiểu Mộc lúc này mới thấy rõ, trên người của hắn đã bị quấn đầy những sợi tơ nhện to lớn kia. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi là heo à? Đến đây chịu chết sao? Diệp Tiểu Dương lớn tiếng trách cứ. Diệp Tiểu Mộc cũng không để ý, xông lên phía trước, dùng Hiên Viên Kiếm chém đi tơ nhện trên người của hắn. Hắn mặc dù thực lực có hạn, nhưng Hiên Viên Kiếm là thần khí nhân gian, lập tức liền chặt đứt tơ nhện quấn quanh chân của hắn. Cùng lúc đó, đột nhiên có gió mạnh từ bên cạnh thổi tới. Diệp Tiểu Mộc ý đồ làm phép ngăn cản, nhưng hắn ở đây di chuyển đơn giản giống như trâu đất xuống biển. Chỉ là một trận gió đem hắn thổi bay đi, đâm vào trên vách lưới. Rét lạnh thấu xương, cảm giác giống như bị gió thổi vào tận sâu trong da thịt. Đột nhiên gặp được một đạo tử khí bay tới, tại trước người mình ngăn cản một cái, tiếp lấy một cái tay đem hắn túm qua. Đứa nhỏ ngốc này, ngươi tới làm gì? Diệp Tiểu Dương lớn tiếng quát lớn. Con không yên lòng về cha. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.